Xin chào tất cả các bạn nhé, mình là Xuân và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kèo Sephpot. Cái kèo này là một cái kèo mà nó về kiểu dạng như là bảo vệ các bạn. Cái dự án này nó có mục đích nhá, là nhằm bảo vệ mọi người trước cái nạn tin tặc tấn công ấy. Thì để mà làm cái kèo này ấy, thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký tài khoản của nó nhé. Các bạn sẽ ấn vào cái đường link mình để trong mục mô tả video, sau đó các bạn vào đăng ký nha. Thì sau khi vào cái đường link ấy xong thì các bạn sẽ điền ở cái bước 1 thì các bạn sẽ điền hai lần điền lại email nhé, điền email này xong điền password này, xong rồi tên của bạn này, họ này, nickname, một cái nickname nào đấy các bạn chọn để về sau các bạn đăng nhập tài khoản nhé. Tích vào tôi không phải người máy vượt qua captcha, tích vào cái iAccess này, sau cuối cùng là ấn go to next step. Xong đó các bạn sẽ hoàn thành bước 2 và bước 3, đó là cái nó sẽ gửi cho bạn một cái mã code, gửi cho các bạn một cái mã code về email. Thì các bạn sẽ mở email ra lấy mã code và điền vào cho nó là hoàn thành cái bước đăng ký nhé. Đấy, sau khi đăng ký xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp cái các cái nhiệm vụ tiếp theo của nó. Sau khi mà các bạn đã tạo tài khoản xong, xác minh số email xong nhé, thì các bạn sẽ đăng nhập lại cái trang Sephpot đấy. Thì khi mà đăng nhập lại các bạn sẽ thấy này, các bạn sẽ ấn vào cái mục ba gạch ở trên này nhé. Thì các bạn sẽ ấn vào mục My Account đấy. Đấy thì các bạn sẽ ấn vào mục My Wallet thì các bạn có thể kiểm tra thế này. My Wallet này. Thì các bạn kiểm tra nó sẽ cộng cho bạn luôn 1.000 stem. Đó là cái phần thưởng cho cái việc các bạn đã đăng ký nhé. Đấy, một phần thưởng cho các bạn đã đăng ký. Rồi, còn tiếp tục để mà nhận được thêm các cái token của nó nữa thì các bạn sẽ vào lại mục ba gạch, sau đó vào cái mục bounty này. Đấy, vào mục bounty này nhé. Thì các bạn sẽ xuống cái mục đó là Join Follow. Đấy. Thì ở cái mục này các bạn cần phải điền đầy đủ các thông tin username của Discord này, Facebook, LinkedIn, Reddit, Telegram, Twitter. Cái này lạ, cái này mình làm chưa thấy bao giờ. Đấy, và Twitter. Thì các bạn sẽ thử điền lần lượt nhé. Thì, nếu như các bạn mà chưa biết lấy tài khoản của các mạng xã hội, các bạn có thể xem ở trong cái phần cuối ở mô tả video, mình có link hướng dẫn nha. Rồi, đầu tiên là của Discord này, Facebook, LinkedIn này, username, không biết là username nó chọn username của Discord này, chat. Rồi, dán submit. Nó báo lỗi gì đấy, quay lại đó nè. À, success submit. Ok, mình ấn submit xong nó quay sang cái Discord nè, đây rồi. Các bạn sẽ để nó nhảy vào Discord này nhé. Các bạn sẽ ấn vào chấp nhận lời mời này. Rồi đấy, thế là xong, các bạn đã vào cái của nó rồi này. Vào một cái thì gõ cái 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy để cho là cái mình đã vào xong nhé. Rồi, tiếp tục đó là Facebook. Tắt Discord đi này. Đấy, chọn Facebook. Đây là mình đang hướng dẫn các bạn mới ấy nha. Chép trên Facebook vào này. Rồi, ấn submit. Đây là ấy nhiệm vụ nào. Các bạn sẽ like và ấn vào cái dấu 3 chấm, ấn vào theo dõi nhé.
cái dấu ba chấm này để chọn mục theo dõi này. Đây nó chẳng nói rõ là mình cần làm gì cả. Rồi sau đó ấn quay lại. Nó không nói rõ nhiệm vụ mình làm gì. Rồi. À đây nó chỉ có cái là Join follow like. Join follow và like thôi. Ok. Thế rồi tiếp tục các bạn sẽ vào đến cái link in. Copy cái link vào link in này của các bạn này. Rồi dán vào đây. Rồi ấn lại ấn vào chữ submit đấy. Rồi ấn follow. Ok. À, quay lại cái này. Tiếp tục là đến tài khoản bên Reddit. Các bạn cũng điền vào vậy thôi. Sau đó ấn submit nè. Rồi, ấn follow ở trên này. Rồi. Tiếp tục là đến Telegram. Telegram mình nhớ rồi. Ấn submit tiếp. Rồi ấn vào join. Ok. Đây nó có ghi rõ này các bạn này. Đây này, khi khi mà các bạn đăng ký xong các bạn sẽ nhận được 1.000 token của nó như là một món quà ấy. Và nếu mà bạn giới thiệu được một người giới thiệu người tham gia thì với mỗi người tham gia các bạn sẽ nhận được thêm 100 token của nó này. Đấy. Và ngoài ra các bạn có thể nhận được từ 5.000 đến 500.000 cái token của nó. Đấy. Để bằng cách là các bạn hoàn thành các cái nhiệm vụ xã hội nhé. Là các cái nhiệm vụ mà mình đang hướng dẫn đấy. Đấy. Rồi. Telegram xong. Tweet là cái gì mình không biết. Thì các bạn cứ làm cái Twitter trước nhé. Xong rồi lát nữa mình sẽ quay lại làm cái kia sau. Rồi các bạn cũng ấn vào theo dõi. Ok. Rồi sau đấy các bạn sẽ ấn vào cái mục submit của cái này. Cái này nó yêu cầu phải có username à. Hoặc là như thế này đi xem nào. Để mình tìm thử xem nó là cái gì nhá. Rồi quýt này đúng không nhỉ. Đây. Rồi. Đây chắc là cái này đây. Nó có cả cái cài vào điện thoại nhé. Nhưng mà mình sẽ không cài điện thoại đâu. Cài nhiều đơ. Ủa. Không ấy được là bắt buộc phải cài. Nếu vậy thì thôi mình không cài. Còn nếu các bạn muốn cài thì các bạn cài nhé. Nó là một cái, nhìn qua đây nó là một cái dạng ứng dụng để chia sẻ video ấy. Tốt nhất là bỏ các bạn ạ. Bỏ các bạn nhé. Bỏ cái phần này đi. Ố, mình tắt nhạc rồi. Rồi còn mình hướng dẫn các bạn làm hết rồi. Còn riêng cái tweet này thì nó yêu cầu cài app. Mình không thích cài app nhiều trên điện thoại nên mình không cài. Còn nếu các bạn muốn cài thì các bạn cài nhé.
Cài xong các bạn sẽ điền username vào đây, xong ấn submit để follow cái của nó là xong. Tại vì cái này nó không bắt buộc là các bạn phải làm đầy đủ, thì với mỗi cái nhiệm vụ mà các bạn làm ấy thì các bạn sẽ nhận được 500 token của nó cho một cái nhiệm vụ. Thì ở đây tổng cộng là có đôi 4 6 7 nhiệm vụ, thì mình hoàn thành 6 nhiệm vụ. Vậy là mình hoàn thành 6 nhiệm vụ, mình nhận được thêm 3.000 token với lại 1.000 token lúc nó thưởng các bạn tham gia này, tổng cộng là con sẽ nhận được 4.000 token nhá. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có hai cái nhiệm vụ khác ở trong cái mục bounty này, đó là nói về cái xếp post của nó. Nhưng mà cái này thì mình có xem qua cái nội dung rồi, thì nó yêu cầu nó cũng khá là khó. Nếu mà các bạn làm được thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều token luôn. Còn nếu như các bạn không làm được thì thôi bỏ qua cũng được. Ví dụ như mình thì mình cũng sẽ bỏ qua. Còn nếu các bạn nào muốn làm thì tìm hiểu thêm cái yêu cầu của nó đây nhé. Đấy, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cái kèo này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Các cái nhiệm vụ kia nó chưa cộng ở đây các bạn nhé. Nó sẽ kiểm tra trong vòng 7 ngày, sau đó nó mới cộng vào đây nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.